Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày 9 tháng 1 âm thì hôm nay em bán khai trương nhé. Khai trương thì từ hôm nay đổ đi thì em sẽ bán lên video hàng ngày cho các bác lựa chọn những sản phẩm nhé. Thì cũng đầu năm mới em sẽ chúc toàn thể gia đình các bác tháng năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý các bác nhé. Làm ăn phát đạt hơn năm cũ. Thì hôm nay em lên cái video khai xuân thì hôm nay em sẽ có giá giảm giá cho các bác nhé. Sẽ có giá tốt cho các bác lựa chọn và cái giá này chỉ có áp dụng ngày hôm nay thôi các bác nhé. Thì cụ thể hôm nay có 5 cặp loa và 4 cục rẻ mã. Giá thì rẻ thôi, từ 399k đã có một cục công suất rồi. Đó, và loa thì sẽ có giá cực kỳ hợp lý cho các bác nhé. Đó. Rồi em sẽ đi chi tiết vào từng món một nhé và báo giá luôn. Và cái giá hôm nay ấy, là cái giá cuối cùng nhé. Rồi em bán cái giá hôm nay em có cái giá nó hơi lẻ chút, bởi vì ngày khai trương thì em muốn có cái giá đẹp chút thì cái giá rẻ thôi, nhưng mà em bán đúng cái giá đó nhé, chứ không có bán lệch đi các bác cảm nhé. Thì các bác nào chuyển khoản hết em vẫn báo ship cho các bác nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một. Em sẽ giới thiệu loa trước nhé. Rồi đầu tiên trước mắt các bác đây là cặp loa số 1, cặp loa Otto SX5FD. Cặp này thì vừa rồi Tết em thấy có rất nhiều bác hỏi, nhưng mà dịp Tết cho nên em không sau thời gian vận chuyển không kịp thì em sẽ không có trả lời các bác nữa. Đó. Thì hôm nay em lại lên nhé. Hôm nay có giá tốt thì các bác nhé. Đây là cặp loa Otto SX5FD, cặp này cực kỳ hiếm các nhá. Cặp này là nó là phiên bản giới hạn đấy. Loa này thì FD 7 thì em có, em đã từng bán rồi, em đến 5 thì không có rồi. Dòng 5 FD thì không có. Đó, thiết kế một cái bát 325. Đấy, màng trống nhá các bác nhá. Đây là cái viền này thì thay rồi. Đấy, viền họ thay rất là đẹp luôn, thay viền lộn. Đấy. Một cái mic trống luôn mà, và đặc biệt nó có một cái chiếc điện nhé. Cái chiếc điện này rất là hay luôn. Chiếc điện này nó còn hay nhìn, còn gấu hơn mấy cái chiếc điện của thằng Builder i7 nhé. Đó, đây là có thông số này, bát 25 này, mic 12 đấy, chiếc điện. Thì phía trước nó dán rất là đẹp luôn đấy. Lưới liếc đầy đủ các nhé. Loa thì cũng có vài vết chày nhỏ thôi, thì hàng bãi thì không thể tránh được, nhưng mà còn lại là vuông thành sắc cạnh nhá. Loa bao zin ngoại trừ cái viền của bát thôi. Đó, có lỗ thông hơi phía sau này. Đó. 6 ôm. Công suất 100W các bác nhá, một chiếc. Rồi. Cặp này nghe nhạc rất là hay bởi nó có chép điện này. Hôm nay em bán cho các bác giá 3.999.000 nhá, 3.999.000. Cực kỳ rẻ nhá. Đó. Nếu cặp F7FD thì trước con em bán chục triệu cơ. Cặp này bán quá rẻ luôn. Cặp F7FD thì bác 30, nó to hơn này tí, nhưng chép vẫn vậy, mic vẫn vậy nhé. 3.999.000 nhé. Đó. Còn sang cặp số 2. Cặp số 2 là cặp LS400. Đây là một cặp loa cổ cực kỳ hay của hãng Chio mà nó rẻ nha các bác nhé. Nhớ thời mới vào nghề em có mua cặp này về. Đúng là lúc này nó cực kỳ hay, thôi nghe mãi thì nó, nếu mà cái tầm giá đó thì đúng là rất là khó cặp nào nó hơn cặp này. À, nó thiết kế một cái bát 30 các bác nhé, một cái bát 30 này, viền vải, và cái bát này là bát giấy có logo luôn của hãng đây. Đây này, logo luôn hãng nhé. Dọc đây, và bên này nó có một cái mic giấy cũng có logo luôn, một cái chép đôm này. Cái này rất là mềm luôn, khó ai sao chỉnh, vì trước là gỗ lạng nhá, cái này là gỗ lạng này. Đó, cái này là gỗ lạng nhá. Thì về vận chuyển thì nó bị cấn một cái góc này. Cấn một cái góc này. Đó. Thì em đã xử lý rồi. Đấy. Còn lại lưới rất đầy đủ nhá. Đây lưới của nó đây. Cặp 75FD là cả lưới đây. Đó. Đây phía sau này, em quay phía sau các coi này. Loa này tương đối là đẹp. Bởi vì thường cái cặp loa về nó hay bị vỡ cái miếng này lắm nhá. Bởi vì sao cái chỗ này lại là gỗ lạng mà phía ngoài nó không phải gỗ lạng. Đấy, sản xuất rất là ngược đời vậy.
LS400 các bác nhá, cặp loa cổ rất là hay luôn. Con này 8 ohm. Đấy, 8 ohm các bác nhá. 60W. Đây là con lạc. Phía ngoài nó là không thường, cho nên là cái cạnh này nó không dính với nhau đâu. À nó không dính chứ hay bị bể. Đấy, cái đoạn này ngoài dính thôi, có một tí ở trong này không dính nó bể. Cho nên là cặp này nó không bị bể nhá, nó có nứt em ấy cái keo vào đây rồi, ok. Đấy, nó có nứt cái đường này. Bởi vì cái cặp loa này nó thường nó bị vậy. Đấy, cái đường này cái đây này các bác này. Cái chỗ này với cái này nó không lính nhau được mấy, bởi vì sao nó chỉ có chỗ này dính này, nó hay bị nứt cái đoạn này đó. Như cặp này thì không bị gì nha các bác nhá. Thường về gần như 10 cặp chính là 10. Cặp này thì đẹp. Cặp này rất là đẹp luôn. Đấy, vuông thành các cạnh luôn. Chỉ có bị cấn phía trước thôi, còn cặp này nói chung là rất là đẹp. Rồi cặp loa này, hôm nay cặp loa này đúng là thời trước bán 6-7 triệu. Bữa nay em bán 4.399.000, 4.399.000 nhé. Đó, đúng giá mới bán các bác nhá, 4.399.000. Bản thân em cái cặp này trước đây cũng bán 6.500.000 cặp này, mà có những ở shop họ bán 8.500.000 cặp loa này các bác nhá. Bao zin hết. Đấy, có nhiều shop bác cứ đánh cái Kio LS400, có những shop bán 8.500.000 rồi. Rồi sang cặp số 3. Cặp loa Victor SX525 mã các bác nhá. Đấy, 525 mã. Cặp loa này cực kỳ chất, thùng này thùng gỗ lạng không nhá, thùng gỗ lạng. Nó đặc trưng nó là viền màu đỏ, viền vải màu đỏ. Đấy. Bát 25 không nhá, bát 25 đây là những cái vết keo thôi các bác nhá. Hai seal chỉnh này. Một cái mic dôm, một cái chép dôm. Đó, loa này. Thùng vách nguyên zin hết nhá. Lưới đây ạ. Dưới đây thì cũng có một vết đấy này, thì bác mà mua em sẽ cứu lại cho nhá. Phía sau này các bác này. Phía sau các bác nhá. Nó là thùng gỗ lạng. Phía sau này gỗ lạng này. Đấy, cái này nó giống như là các anh nhìn thấy mấy dòng AZ nó có cũng đít cây ấy, gọi đít cây. Đấy, rất giống mà rất là đẹp luôn. Cặp loa này Victor SX 525 mã có nhé, bát 25 chép đôm mic đôm. Cặp loa này nghe rất là hay luôn. Loa này em bán cho các bác giá 3.688.000 nhé, 3.688.000 luôn. Đấy, cái giá này đúng là không thể mua đâu được, có hơn 3 triệu mà cặp loa 35 nghe nhạc cực kỳ hay rồi nhé. 3.688.000. Và hôm nay tại vì em thích cái số đẹp cho nên các bác không cản thì ngày hôm nay đâu, còn mai em sẽ bán chậm giá một chút. Rồi sang cặp số 4. Tiếp tục một cặp Chio LS5000 các bác nhá. Nó thiết kế hai bát và một cái chép đôm này, một cái chép rất là gấu luôn. Và nó cũng là thùng gỗ lạng thôi nhá. Hai cái bát này là hai bát 25. Nhưng mà có một bát là cộng hưởng nhá, bởi vì nó thiên về bát hơn, nên có một cái bát dưới này cộng hưởng để cho cái bát mạnh hơn nhá, chép rất là khủng luôn. Đấy, cặp này thì nó cao khoảng 70 ấy. Đấy, rất là cao to, hai bát 25 thùng này. Có một bên này nó bị cấn chày mà em xử lý rồi, mà em vẫn xử lý nhưng mà cứ để nguyên thế, không có sơn lại các bác nhá. Phía sau này, đấy, loa còn rất là đẹp luôn. Đây là có những vết bẩn thôi nhé. Đó, cặp loa Chio LS5000. Đúng rồi, 5000. Tóm lại đây, tất cả những loa này các bác có loa thương hiệu trên đây, các bác cứ lấy cái tên model này, Chio LS5000, check trên Google và tham khảo thêm một số khúc khác bán nhé các bác nhé. Về cái giá này, về chất âm này, tất cả loa này của em zin hết các bác nhé. Đó, cặp loa này em bán với giá 3.999.000 nhá. Đấy, 3.999.000. Này đều có 9988 không? Mà bán đúng giá đấy các bác nhá. Lưới là đây, lưới rất đẹp luôn. Cặp loa này nó cổ rất là hay các bác nhá. Bác nào nghe qua cặp này biết cái bát nó cũng rất là hay luôn, bởi vì nó có thêm một cái bát cộng lực. Cộng hưởng rất là hay luôn ạ. Rồi sang cặp một cặp loa box sale nhỏ. Dòng S9GX các bác nhá. Đây là cặp loa S9GX. Nó là cái cặp loa lớn hơn F7, bài bát này bát tới 10
15 lận nhá. Đó, bắt lớn nhá. Và thùng có cũng lớn, chép đôm này, lưới đầy đủ này. Phía sau các bác nhá. Đây là phía sau. Con này 70 bán một cái. Đấy, con này con này thì nó sản xuất Japan luôn các bác nhá. Đó. Chỗ người phía sau này, nó là cặp loa S9 nhá. S9 là cao nhất trong S rồi. Có F7, F9. Con này thì mà đã sản xuất của ở Nhật luôn. Thường thường cặp loa này thì thường thường hay sản xuất của Trung Quốc lắm, nhưng mà riêng cái dòng này nó sản xuất ở Nhật Bản luôn. Thì cặp loa này hôm nay bốc sale nhá. Hôm nay em sẽ bán cho các bác với giá 799.000 nhá, 799.000. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Và rẻ hơn cặp S7 luôn nha các bác nhá. Mà đẹp. Nạp cặp này nó to đấy, F7 ấy. Đó, 799.000, màng trắng, Kala, kẹp đôm. Rồi sang giải mã các bác nhá. Rồi, đầu tiên là một cái cục giải mã chạy DVD. Đó, chạy DVD và CD chạy tốt nhá. Con này, cái dòng này rất ít khi chạy CD lắm. Nó về dòng chạy DVD rất là khó chạy. Như con này thì chạy tốt, giải mã ok. Con này là dòng 7GXDV. Đấy, chạy tốt nhá. Rồi. Cổng quang in out đầy đủ luôn. Mở rộng 5.1 được không nhá. Mã số là 4424. Đấy, con này dòng này thì tất cả chạy được 416 ohm nha các bác nhá. Thế nên các bác về làm giải mã. Đấy, con này thì giải mã này công suất tốt này, giải mã không cần mồi các bác nhá. Công suất tốt, DVD CD chạy tốt này. Đấy, con này chạy hoàn hảo luôn, giá 799k. Đấy, giá cực kỳ hợp lý nhá. Nó những cái giá này chỉ áp dụng cho ngày hôm nay thôi các bác nhá. Đấy, áp dụng cho các bác ngày hôm nay thôi, trong video này thôi. Còn ngày mai em sẽ khác giá nhá, kể cả con để lại, nếu mà không bác nào mua thì em sẽ bán cái giá khác chứ không có giá này đâu nhá. Rồi sang số 2 là cặp cục X7A. Đấy, cục X7A các bác nhá. Cục này thì đèn xanh, chạy tốt, nó CD trọng đầu tốt này. Giải mã không cần mồi các bác nhá. Đấy, OX ok, mặt mũi còn đẹp nhá. Mặt này, đó, đèn sáng, mặt mũi còn đẹp nhá. Phía sau này. Đây, phía sau con này thì nó có dòng này có cầu loa, nên là trước đây những dòng này thường em toàn bán 1.2 triệu không. Có cầu loa giải mã hai thiết bị khác nhau được, có thể line ra 3 được luôn nhá. Mã số 1471. Đấy, có sút out, công suất đấy, chạy thì 416 ohm, chơi loa dưới 100W thoải mái nhá. Đấy, nếu mà chơi loa mà cổ á, kể cả cái những cặp cổ kia vẫn được nhỉ. Bởi loa cổ nó watt là chỉ 60W thôi. Đó, giá 799k có nhá. Đấy, cục số 2 này. X7A. Rồi sang cục số 3. Số 3 thì nó là cục FG7XDB. Con này thì chạy DVD thì nó không đợi đọc nhá, DVD không đọc. Em chỉ bán công suất và giải mã cho các bác thôi nhá, công suất và giải mã. Đó, con này thì đánh thì bán 688k. 688.000 đấy. Bán đúng giá không nhá. Các bác có trả hơn em cũng lấy. Mã số 1057B. Đấy. Cổng quang in out đầy đủ. Cặp này, cục này để giải mã nhé, giải mã công suất, các bác chơi box la box xèo ok nhé. Rồi cặp cái này 688k nhé. Rồi sang cục số 4, cục số 4 là X7. Đấy, cục X7 này thì CD không đọc. Tại vì cái này nó bị kẹt cái MD rồi. Đặc biệt cái dòng giải mã này thì nó không cần mồi đâu. Nhưng mà các bác mà nào xài MD ấy, mà để nó kẹt ấy, thì nó sẽ không giải mã được nhá. Thà cho đĩa ra hẳn, thà đừng để nó kẹt. Con này thì cái MD nó hình bị kẹt ấy, nó không giải mã được nhá. Con này em chỉ bán như một cái âm ly, không giải mã được, CD không đọc. Đó, chỉ bán như một cái âm ly, công suất ok nhá, công suất hát tốt luôn. Đó, bán 399k thôi. Gọi bán vui cho các bác, hơn 300 ngàn thôi. Đấy, mã số là đây, mã số cho luôn 0930. Cái này nếu bác nào mà mua cục này về ấy, bác muốn cái mã xem bác nào có cục xác của con này này,
ông mua về bác lấy nguyên cái MD chuyển qua là nó sẽ giải mã được đấy nha. Mang in Japan hết nhá. Cục này bao công suất đánh từ 46 ohm nhá. Bán như một cái âm ly thôi nhá, 399.000 ấy. Miền Bắc thì gọi nghìn, miền Nam gọi 1.000 nhá. Rồi sang cục số 5. Tiếp tục là cục X7A giống cục số 2 nhá. Đấy, CD đọc tốt, giải mã khuôn mồi nhá. CD đọc tốt luôn này. Đấy, đèn đuốc sáng. Đây. Đấy, đèn đuốc sáng luôn nhá. Quay sau này. Đấy, dòng này có cầu loa các bạn, giải mã 3 thiết bị thoải mái, mã số 8945. Đấy. Súp ao khổng quang in ao đầy đủ, giá 799k nhé các bác nhá. Đó. Rồi hôm nay em giới thiệu các bác một số sản phẩm ấy. Hôm nay cái giá hôm nay là cực kỳ hợp lý các bác chơi nhá. Thì giá này thì em sẽ không bớt đâu các bác nhá, không bớt và đúng giá em mới bán nhá. Đó, nhưng bác nào chuyển khoản hết thì em vẫn bao ship. Đấy, chuyển khoản hết bao ship. Rồi, những cục này các bác nên chuyển khoản hết bao ship cho bác luôn. Loa thì các bác có thể cọc em 1,5 triệu em sẽ đi hàng nhá. 1,5 triệu thì bên mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết bao ship các bác nhá. Và chỉ có giá này mà bán trong cái video ngày hôm nay thôi nhá. Ngày mai là sẽ giá khác nhá. Đó. Đấy, bác nào có nhu cầu em sẽ bán hết, nếu em bán hết thì em sẽ ghi trên tiêu đề là đã bán hết. Cho nên có nhiều khi mà 2-3 hôm sau các bác lại hỏi. Bởi vì chỉ có bán cái giá khai xuân ngày hôm nay bán cho các bác lấy may thôi nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng em nhé. Đấy, cũng chúc các bác một năm mới mạnh khỏe nhé, làm ăn phát đạt hơn năm cũ và ủng hộ em. Đấy, cảm ơn tất cả các bác nhé.